Trên đây mình thấy có một chiếc xà lan nổi ha, dưới ghe lúa đâu nè, chiếc ghe gì chạy như bạn thấy nha, ọc 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 sống rồi kìa, chiếc kia quay ngang luôn, hồi một số anh em không ra được rồi đóng lại luôn các bạn. Chút xíu nữa ra vẫn như là thường lệ ha, vẫn nối đuôi nhau ra ha. Nếu mà còn ít ở trên mà xuống không kịp thì cắt ngang luôn chỗ ngoài vô ha, để phía trong này hết nước. Chiếc này dắt ngang rồi, đang quay đầu không biết được không nè, thối ra mịt mù ở trên kìa, thấy thấy chưa, ồ quá thối luôn rồi. Ngay đó là ngay cái quẹo ha, mỗi lần cái em mà quẹo xuống sẽ bị bê cái lái ngang ha. Rồi chiếc kia nó dắt ngang đó rồi, không có chiếc nào ở đầu trên xuống được hết luôn quá. Chắc lại kéo tiếp quá. Quá rồi, cứng nhắc luôn rồi, hết đi luôn rồi. Ở ngoài chúng tôi vô đi. Nhắc mày lá luôn, không có đâu, không có đâu. Chiếc này giờ dắt ngang đây luôn rồi. Rồi, vậy là cuối cùng cũng ra ha. Cái con này mình trồng ra chuối nữa. Mình ra cho, nước yếu rồi nha. Đa số anh em ở đây là ghe lúa hết hay không ạ? 90% là ghe lúa ha. Tiếp theo là một chiếc xà lan nổi ha, chiếc này vô bơm cát này kia rồi nè, chung là chở vật tư rồi vô trong cống ha. Trời ơi phía sau này chiếc này dạy ghe tầm lum ở đây nè, chiếc này tới công chuyện thiệt luôn, quá tuyệt thối luôn.
thường lệ là có mấy chú bên em điều tiết ha. Đây nè, giờ ở trên là như là đóng ngang luôn rồi, không có ghe nào xuống này được luôn. Bình sớm rồi. Rồi chiếc ghe nãy bị dắt ngang, giờ cũng ra được tới miệng cống ha. Ở ngoài nước lớn vô luôn rồi. Không. Rồi chiếc này bê luôn rồi nè. Thôi mọi người thấy không? Nói đúng không? Qua ngay chỗ này cái nước nó rút đúng là chảy đi. Rồi bê chứ. Rồi vậy là chuyến này là cho ngoài vô luôn rồi, ở trên bị kẹt rồi ha. Mình thấy có vài chiếc vỏ nổi ha. Sau một hồi ở với trên thì cũng đã xuống được ha các bạn. Đây, đang nối đuôi theo dài dài xuống nè. Ở trên kia là mình nghĩ là sẽ mắc cạn trên kia nhiều ha. Rồi không, bê lái bê đầu ở trên rồi, thì khối đen nắng trên rồi. Trời ơi, nạt đắng rồi. Chiếc nào mà ra không được thì ngủ lại 1-2 đêm hết các bạn. Đợi chừng nào ra đông rồi mới mở ha. Chiếc ghe này lắc nè, quá lắc rồi. Ôi ra anh nạp ra, anh nạp ra hát lắc như con lật đật luôn vậy kìa. Ôi quá nạp rồi, quá dữ rồi. Ôi trời, tôi vô cái hú mà cà phê luôn. Nghe chưa? Thôi ghe bạn thấy không? Nối đuôi như một cái đồng ghe luôn hết. Thôi đưa mãi đi luôn á, đậu lại. Đi đua chị. Đứng trong cái đường này đây. Okay. Rồi cái anh ghe lặt lặt rồi nãy cho đây gì mà anh làm khối quá trời qua đây luôn rồi. Ôi, quá trời ngoài rồi. Ôi trời, mịt mù khối giữa rồi kìa. Rồi lũi rồi, lũi ngoài hay về. Trời ơi, chạy. Ôi mẹ ơi, khủng khiếp thiệt. Rồi lũi ha, lũi đầy dưới chân luôn ha. Nhiều tiếng như con heo kìa ha. Họ đọt cho nè. Vẫn tiếp tục ra nữa ha, nối đuôi dài dài xuống luôn.
quay tay dặn mai sẽ đến nè. Quá cũng ngạt dữ lắm nè. Kia thì chốt cái ngã ba ha, mà nó sàn nó lớn rồi đi cũng rất là nhiều nên là ra đó cũng rất là nguy hiểm, nước đổ ha. Không đâu à. Rồi ngoài vô không được rồi. Trên này thì bà con lúc nào cũng tập trung ở đây coi nghe cái quẹo ở đây hết ha. Ờ, ok. Súng nữa còn nhiều quá trên lắm. Còn cả hai mấy bà chục chiếc nữa kìa. Không làm nhận thùng á. Ai la la bắn luôn à. Đó là
lớn nhỏ à, trên này cũng dữ dằn luôn nè. Phía trên vẫn tiếp tục xuống nữa ha. Phía trên này là anh thấy là tiếp tục là có vỏ lúa ra nữa nè. Đây nè, thôi nghe cái quẹo bên này ha. Quẹo bên này hình dữ giống như dữ dách vậy đó. Lên trên cái quẹo lên cái nữa ha. Đại quá đi, con bắt đâu. Ôi, thật ra, nghe cái lỗng lên rồi. Bỏ thì vô được nhiều. À, hết vậy rồi. Hết. Nói chạy nghe, không nghe chung, chạy nữa nha. Máy cắt ra, đang chuẩn bị ra nữa nè. Không biết bữa nay mấy anh em ở ngoài có vô kịp không nữa nè. Bữa nay thì nước bình lại rất là sớm ha. Cái chiếc này chạy chậm như thế này thì ở ngoài sẽ không vô được ha. Còn chiếc nào không biết ở trên xuống có còn chiếc nào nữa không nha. Giờ tăng tốc rồi.
để cho mấy em ở ngoài vô được nhiều vô á. Ngoài luôn. Ở đây còn một chiếc ha. Không, không. Chiếc này về chắc chặn lại luôn ha. Nếu có trên xuống cũng chặn lại luôn. Vậy là chuyện này đi ra tín hiệu là hết rồi bạn. Thôi bắt tài vô đi. Chúng mình tới đây ra tổng chuyện chặn là kết thúc ha. Đúng rồi. Quá dữ rồi. Chiếc này này anh đi miết. Chém chém ghê không? Trời ơi. Ngồi luôn rồi. Yeah.